mời cả nhà cùng ăn cơm với hai mẹ con của mình nha. Giờ mình lấy cơm con trai. Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã đến kênh ẩm thực Kim Hằng nha. Thì hôm nay hai mẹ con mình sẽ múc bang nha cả nhà. Múc bang hôm nay là gồm có canh chua, bông súng, rau nhút, nấu với cá rô nha cả nhà. Còn đây á là cá rô kho ớt. Còn Hằng con trai mình á thì nó thích ăn chuột. Hồi sáng á chồng mình đặt chín con chuột, chiên riêng con chuột cho nó nha cả nhà. Bây giờ mình mời cả nhà cùng múc bang với hai mẹ con mình nha, ăn thôi. Con mời. Mời ông bà cô chú cùng ăn cơm với gia đình con. Cái món nó thích nhất là món chuột, cái cả nhà hình thử ra. Nó kêu chồng mình đặt á, đặt dính con duy nhất à. Rồi ăn đi. Mời cả nhà cùng ăn chua nha. Ngon. Cá này thì là cá rô nha, hồi sáng mình nấu canh chua cá rô nha cả nhà. Món này canh chua thì mình rất là thích ăn với mắm ớt á, ngon. Ăn đúng bài á là canh chua ăn với muối ớt. Nhưng mà mình thì mình lại thích nước mắm ớt hơn. Xương dính. Có ăn canh chua hay ăn chuột không vậy? Gắp thôi. Cái này nó cay, nó không cay. Cẩn thận xương cái này. Canh chua thì mình nấu canh chua cơm nhã nha cả nhà. Hình thử ra cái nước nó không có trong, nó hơi đục đục. Ăn chua. Đâu cay đâu mà đâu nên mớt à. Ra ha. Làm gì mà nó mê ăn chuột dữ lắm luôn á nha. Hôm nay thất thu đặt 10 cái gặp mà dính con chuột à. Mỗi khi ha đặt 10 cái gặp là dính 2-3 con luôn, mà mình nên nó một chén cơm là một con chuột á. Ăn với cái mặn như chuột vậy. Có hồng không? Dĩ thì có một chén nãy giờ. Ăn nhút ngon rồi con.
Ngon không? Không ăn không? Nghe âm thấm được không? Có ngọt lắm thôi. Thế sao nhỉ? Cay lắm rồi. Nước ngọt thôi.